Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Phụ nữ các dân tộc tỉnh Lai Châu quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội Liên hiệp Phụ nữ Lai Châu. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình khởi động ngày mới, điểm hẹn sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình khởi động ngày mới ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tam Đường chủ động triển khai hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đâu cần thanh niên có, nơi nào khó có thanh niên, phong trào thanh niên tình nguyện của đoàn xã Sư Chú Hồ, huyện Phong Thổ đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Huyện Nậm Nhùn nâng cao công tác tuyên truyền bảo tồn văn hóa. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với người dân trở về từ các tỉnh phía Nam, đảm bảo an toàn chú đáo, ngày hôm qua 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn số 3232 về việc triển khai thực hiện công điện số 1314 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1265 ngày 30 tháng 9 năm 2021. Các sở ngành địa phương đơn vị liên quan phối hợp đưa đón người dân ở các tỉnh phía Nam từ các chốt kiểm soát của tỉnh phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, đảm bảo thuận lợi cho người dân, an toàn dịch tễ, không để ùn ứ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Các lực lượng công an, giao thông vận tải, y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các chốt kiểm soát dịch COVID-19, nếu phát hiện có người dân ở các tỉnh khác từ vùng có dịch về quê đang đi qua địa phương mình, thì cần chủ động phối hợp hỗ trợ cần thiết, bố trí phương tiện chuyên chở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp. Đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời thông báo cho địa phương nơi đến để đón nhận và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn, không để lây lan dịch bệnh. Các lực lượng công an, giao thông vận tải, y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các chốt kiểm soát dịch COVID-19, nếu phát hiện có người dân ở các tỉnh khác từ vùng có dịch về quê đang đi qua địa phương mình, thì cần chủ động phối hợp, hỗ trợ cần thiết, bố trí phương tiện chuyên chở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp, đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời thông báo cho địa phương nơi đến để đón nhận và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn, không để lây lan dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công điện số 1563 của Bộ Y tế về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 để đảm bảo việc sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ theo phân bổ với số lượng lớn của Bộ Y tế. Từ nay đến hết tháng 10 năm 2021, cũng trong ngày hôm qua, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan xác định công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay, khẩn trương tiếp nhận vaccine ngay sau khi được phân bổ và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, đảm bảo an toàn hiệu quả, tăng nhanh độ bao phủ mũi 1 và triển khai tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Ngày 10 tháng 10, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu xác nhận địa phương vừa ghi nhận 2 trường hợp của tỉnh di chuyển từ tỉnh Bình Dương trở về địa phương dương tính với SARS-CoV-2 và đã được chuyển vào Bệnh viện Phổi tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Tam Đường để cách ly điều trị. Hiện đối với bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh đã bố trí máy thở, hệ thống bình oxy, bố trí ekip gồm một bác sĩ, một điều dưỡng và một hộ lý trực tiếp hội chẩn, điều trị và chăm sóc trong suốt quá trình bệnh nhân nằm viện, được trang bị đầy đủ bảo hộ, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Nằm trong danh sách các cơ sở y tế có khả năng thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, hiện nay Bệnh viện Phổi tỉnh đã chuẩn bị 20 giường bệnh tại khu hồi sức cấp cứu với hệ thống oxy trung tâm, hệ thống camera theo dõi giám sát bệnh nhân, đường truyền trực tuyến, hội chẩn ca bệnh nặng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao cho việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Nguồn nhân lực gồm các bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành hô hấp, hồi sức tích cực, thực hiện chăm sóc toàn diện khi đón nhận các trường hợp mắc COVID-19.
Để triển khai các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Tam Đường hiệu quả, an toàn trong điều kiện bình thường mới, hiện nay các khu điểm du lịch trên đang được chính quyền địa phương và người dân chủ động chỉnh trang lại nhà cửa, sân vườn và các điều kiện khác, sẵn sàng đón khách trở lại tham quan. Phóng sự sau đề cập nội dung này. Để đón khách quay trở lại tham quan, chính quyền các xã thị trấn cũng đang vận động người dân ở các bản du lịch cộng đồng thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang lại khuôn viên đường đi, xung quanh nhà ở sạch sẽ. Đặc biệt chủ động thực hiện tốt các điều kiện về phòng chống dịch bệnh như nước sát khuẩn, khẩu trang. Sau Quan Hái có một cái bản du lịch thì chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo bà con là tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, rồi cái vấn đề chỉnh trang các cái khuôn viên thôn bản. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã trong năm 2021 thì chúng tôi đã triển khai cho 5 hộ bản làm cái gia đình homestay, và đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đã thực hiện có 2 hộ đã hoàn thiện và còn 3 hộ thì đang tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên thì trên cơ sở đó thì đương nhiên là chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền bà con là thực hiện tốt cái vấn đề là phòng chống bệnh dịch bệnh Covid theo đúng quy định, nhất là làm việc cái vấn đề là thực hiện theo cái 5K. Đấy, rồi là các cái vấn đề mà chống dịch bệnh của bản đấy thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác là cho cái tổ Covid cộng đồng là được tập huấn đầy đủ về cái vấn đề phòng chống Covid cho bà con nhân dân, rồi là cho cả cái du khách đến tham quan. Bây giờ truyền bàn bảo là cảm bảo bắt đầu chị trao lại cả những ngôi nhà và sau này khách đấy thì cảm bảo mình phải bảo là khách phải đeo khẩu trang và phải cho chị lại cảm bảo. Mình thường xuyên quét dọn đường và những ngôi nhà cho sạch sẽ. Hiện nay trên địa bàn huyện Tam Đường có 13 điểm du lịch và 3 bản du lịch cộng đồng. Thời gian qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên các hoạt động du lịch tại địa bàn huyện tạm dừng hoạt động. Theo đó, ảnh hưởng không nhỏ đến lượng khách và doanh thu từ ngành du lịch. Để đảm bảo triển khai hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, từ nay đến cuối năm, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã thị trấn chủ động cử cán bộ trực tiếp xuống các khu, điểm du lịch, hướng dẫn, hỗ trợ công tác xây dựng, sửa chữa, chỉnh trang, nâng cấp các điểm du lịch. Hoàn thiện việc xây dựng các biển, bảng, chỉ hướng, hướng dẫn xây dựng các chương trình văn nghệ cho các đội văn nghệ quần chúng tại các điểm du lịch cộng đồng, triển khai xây dựng các mô hình homestay. Song song với việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch và thu hút khách du lịch, thì công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc. Để đáp ứng cái nhu cầu tiếp khách trong cái điều kiện bình thường mới thì phòng văn hóa thông tin cũng đã tham mưu cho ủy ban dân huyện ban hành cái văn bản chỉ đạo các xã thị trấn và các điểm du lịch, khu du lịch chỉnh trang và thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch để đón khách trong cái điều kiện bình thường mới. Đối với các điểm du lịch thì cơ quan chuyên môn đã phối hợp với phòng y tế và các đơn vị liên quan thì cũng đã chỉ đạo, tham mưu cho ủy ban huyện chỉ đạo các điểm du lịch, khu du lịch và các xã thị trấn, nhà hàng, khách sạn thực hiện cái việc mà quét mã QR code để quản lý khách. Và cái thứ hai nữa là thực hiện cái 5K theo đúng quy định của Bộ Y tế. Một trong những nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện để hoạt động du lịch của huyện trở lại điều kiện bình thường mới thì cần quan tâm thực hiện tiêm chủng vaccine cho đội ngũ nhân lực tại khu, điểm du lịch theo thứ tự ưu tiên hiện hành. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các quy định phòng chống dịch COVID-19 để người dân trên địa bàn huyện nói chung và các khu, điểm du lịch nói riêng nắm và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch nhằm đảm bảo vận hành các hoạt động du lịch chất lượng, an toàn. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Đường luôn xác định xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức hội. Tính đến nay, toàn huyện hiện có 21 nữ lãnh đạo, quản lý đảm nhận các vị trí quan trọng trong cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, có tiếng nói quan trọng trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Tỷ lệ nữ cán bộ tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp về cơ bản đảm bảo theo quy định. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 chiếm 15%, cấp xã chiếm tỷ lệ 22%, tăng 6,8% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 11 trên 32 đại biểu, chiếm 34%, tăng 4% so với nhiệm kỳ trước.
cấp cơ sở chiếm tỷ lệ 33%. Đội ngũ nữ cán bộ đã và đang góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cung ứng trên 2.348 tấn giống phục vụ sản xuất, trong đó có gần 1.550 tấn giống lúa và 406 tấn giống ngô các loại, còn lại là các giống lạc, đậu tương và cây trồng khác. Đối với phân bón, trên cơ sở đăng ký của người dân cũng như theo diện tích gieo trồng tại các địa phương, toàn tỉnh đã cung ứng 60.110 tấn đạm, ure, NPK, lân, kali. Về cơ bản, giống vật tư nông nghiệp đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của người dân. Trên cơ sở đó, người dân đã có động lực để tích cực khai hoang, thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng, từng bước nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Đến thời điểm này, toàn huyện Tân Uyên có tổng số 110 công trình thủy lợi với tổng chiều dài 276 km, năng lực tưới tiêu cho gần 5.700 ha. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện tốt việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy lợi từ nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí. Đã thực hiện nạo vét được 180 km kênh mương đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Đồng thời, tiến hành phân bổ nguồn vốn thực hiện nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ đâu cần thanh niên có, nơi nào khó có thanh niên, phong trào thanh niên tình nguyện của đoàn xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Các hoạt động đều gắn với những công trình phần việc ý nghĩa thiết thực, xây dựng công việc phù hợp với từng thời điểm, tạo được ấn tượng tốt về hình ảnh màu áo xanh tình nguyện, đặc biệt là phong trào chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Hiện nay, đoàn xã Xin Suối Hồ có 226 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 13 chi đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là thời điểm bùng phát dịch COVID-19 trở lại, đoàn xã Xin Suối Hồ đã chủ động xây dựng chương trình hành động tình nguyện phù hợp với thực tiễn và duy trì thực hiện các hoạt động như thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, thông qua những việc làm như là dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang tuyến đường do thanh niên tự quản với chiều dài 1 km, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ cát, sỏi và huy động các đoàn viên tham gia sửa đường vào trung tâm xã. Bên cạnh việc duy trì các hoạt động của đoàn, thời gian qua, đoàn xã Xin Suối Hồ còn chủ động xây dựng cuộc thi trực tuyến thanh niên về các vấn đề văn hóa xã hội năm 2021 do tỉnh đoàn phát động và được trao giải nhì với chủ đề Nói không với ma túy, được số lượng người xem và chia sẻ nhiều nhất. Trong cái thời gian qua ở trên địa bàn xã Xin Suối Hồ chúng tôi thì tuy nhiên là đang trong bối cảnh tình hình Covid nó diễn biến phức tạp nên các hoạt động của đoàn thì được các địa phương quan tâm, cũng như là địa bàn rất quan tâm triển khai thường xuyên thì chúng tôi tập trung và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương thì chúng tôi triển khai các hoạt động phong trào phù hợp với những cái đặc thù của thôn bản của từng chi đoàn. Thời gian qua, đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, đoàn xã Xin Suối Hồ còn huy động đoàn viên thanh niên tham gia chương trình lấy rác thải nhựa đổi lấy quà, gồm khẩu trang, nước sát khuẩn, phấn viết tặng cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trường trung học cơ sở xã Xin Suối Hồ, phát khẩu trang cho bà con tại chợ Xin Suối Hồ vào các ngày chợ phiên. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức như loa kéo, khẩu hiệu băng rôn trên các tuyến đường. Nói chung là đeo cái khẩu trang y tế này thì nó không thể lấy. Có ích cho chính bản thân của tôi và những người dân. Cái thứ nhất là chống được cái phòng bệnh là COVID-19 và chống các bụi bẩn mà khi mình đi đường. Ngoài tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, chung tay phòng chống dịch COVID-19, đoàn xã Xin Suối Hồ còn tham gia đồng hành với đoàn viên thanh niên lập thân lập nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, đã tín chấp về Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho các đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Là đoàn viên chi đoàn bản Xin Suối Hồ, anh Vàng A Lử được tiếp cận vốn vay 50 triệu đồng do đoàn xã đứng tên, cùng với số tiền tiết kiệm của gia đình và vay mượn bạn bè. Anh Lử đã đầu tư làm 6 nhà nghỉ trên cây, đồng thời mở dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch. Mỗi nhà nghỉ trên cây, nếu nghỉ qua đêm, có giá 500.000 đồng. Từ tiền thu nhà nghỉ cùng với làm dịch vụ ăn uống, sau hơn một năm đã thu về cho gia đình gần 200 triệu đồng. Dự án em làm nhà tổ chim này thì em có vay của Ngân hàng Chính sách thông qua đoàn thanh niên xã. Vâng, thì em vay được 50 triệu vào để em đầu tư
vào 6 cái tổ chim. Năm nay đến thời điểm bây giờ thì em làm được đúng tròn 1 năm rồi. Vâng. Còn nguồn thu nhập thì năm ngoái ấy, thì em bởi vì mới vào hoạt động được tầm khoảng 2 đến 3 tháng nên thu nhập được 100 triệu. Còn năm nay bởi vì là dịch căng hơn nên bây giờ em mới thu được 130 triệu thôi. Từ các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp của đoàn xã, đã góp phần xây dựng xã Xin Giới Hồ ngày một phát triển đi lên, tạo được ấn tượng về hình ảnh màu xanh tình nguyện. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây bảo tồn văn hóa nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong toàn tỉnh. Qua đó thì đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng đó, huyện Nậm Nhùn đã có nhiều giải pháp phối hợp tuyên truyền trong công tác bảo tồn văn hóa. Là một trong 6 điểm được huyện Nậm Nhùn lựa chọn để phát triển du lịch. Chính vì thế, thời gian qua, người dân bản Hủy Chát, xã Nậm Manh luôn được cán bộ phòng văn hóa huyện tuyên truyền về bảo tồn văn hóa.